Đây là cây vú sữa hoàng kim hay còn gọi là vú sữa vàng, có xuất xứ từ Đài Loan, đang được rất nhiều bà con trên cả nước tìm mua bởi cây vú sữa hoàng kim cho trái có chất lượng và năng suất hơn hẳn vú sữa thường. Trái khi chín vỏ vàng bắt mắt, chỉ có duy nhất một hạt, vị ngọt, mùi thơm. Trái cây vú sữa hoàng kim trưởng thành có thể đạt tới hơn 400 gram, một năm cho tới 4 vụ. Cây vú sữa hoàng kim thích hợp khí hậu Việt Nam, chăm sóc đơn giản.